Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn gói xay tiêu mini, vừa đựng tiêu mà vừa xay, bỏ vô đồ ăn rất là tiện lợi, xay tới đâu ăn tới đó. Đây đó, dặn đó, khi mấy bạn dặn thì tiêu nó rớt ra như thế này ha. Mình thích ăn tiêu mà xay xay ra ăn liền á, chứ mấy bạn đâm mà bỏ vô keo thì nó không có thơm. Cái này xay ra thì nó thơm nè các bạn, dặn tới đâu thì nó ra tới đó. Mấy bạn điều chỉnh cái núm này là hạt to hạt nhỏ gì tùy thích mình ha. Đây, hi hi. Xin chào các bạn, gói này có giá 35.000 nha mấy bạn. Cái phần này là phần bằng thủy tinh. Mình xay xong mình lấy nắp mình đậy cái này lại là nó bảo vệ cái phần trong không có bụi. Cái phần này thủy tinh. Xin chào các bạn.